Bây giờ chúng ta đến trại cọp tại Thái Lan. Phía trước có đấy là có rất nhiều cái hình ảnh của con cọp. Và đây là cái nơi mà bán vé. Yeah, đây là đoàn của chúng ta. Này có tên là Tiger bởi vì là nó sẽ là nơi mà diễn ra các cái nó có rất nhiều những cái con cọp ở đây và được nuôi dạy ở đây. Và ngay bây giờ đây thì đoàn của chúng tôi, trung tâm nhân đạo quê hương sẽ mời quý vị cùng tới thăm khu du lịch cọp là Tiger tại Thái Lan nhé. Xin mời quý vị. Ngày hôm nay sẽ rất là đông khách, là ngày đầu tiên, lần thứ hai. Đó. Rất là đông. Đây là chị hướng dẫn viên và đang dán các cái gì đây. Đây chị đang dán cái gì đây ạ? Dán tiếp để mình đi qua cổng. Ok, đây là cái phiếu đi qua cổng. Đây là chú Hòa của chúng ta. Yes. Đây là mẹ Hương. Đây là đoàn của chúng ta. Yeah. Đây là anh Việt. Đây là anh Thực. Vâng ạ. Thầy Hùng. Xin chào các bạn. Rồi, xin chào mọi người. Đây là dì Mai. Dì Mai chào mọi người đi ạ. Chào mẹ. Chào mọi người. Yeah. Đây là cô Yến. Cô Yến chào mọi người đi, cô Yến. Yeah. Chú Hòa chào mọi người đi ạ. Chào cô Liên. Ồ, oh, mọi người vui quá. Hôm nay rất là đông. Ta thấy là phía trên có là Spritcha Tiger Zoo. Đây là công viên. Công viên thổ ở Thái Lan. Chúng ta chuẩn bị vào thăm. Đây cũng đây có rất nhiều. Có rất nhiều những cái hình. Mà cười rất là tươi đúng không ạ? Yes. Đây là cô Bảo, cô Bảo chào mọi người đi ạ. Rất là hay. Cười rất là tươi này. Đây là công viên hổ Sipucha tại Thái Lan. Chúng ta thấy có một cái trái tim rất là lớn nha. Ở phía xa kia chính là biểu tượng của cái cổng, đó là Sritcha Tiger Zoo. Phía trên là những tiếng Thái. Chắc chắn là phía sau sẽ là show diễn rất là thú vị, nên mời quý vị cùng đón xem nhé. Đi vô trước, đi quay luôn đi anh.
đi qua cổng sát vé. Mọi người sắp xếp rất là trật tự. Biên chia sẻ là ở đây cuộc sống rất là khó khăn, người dân thay vì làm nông nghiệp là người ta nuôi hổ. Cười rất là tươi ạ. Câu là không vào hang cọp làm sao bắt được hổ. Hôm nay sẽ bắt được hổ nhé.
là tinh thần rất là đoàn kết trong đoàn chúng ta. Chào tất cả mọi người. Giờ chúng ta gần đến cái hang rồi. Bây giờ chúng ta gần đến cái sâu Diễn mà ở phía trước là một cái hang rồi, có cái tên là Crocodile, Crocodile. So, đây chính là sâu Diễn. Sâu Diễn cá sấu đúng không ạ? Rồi. Đây chúng ta thấy là đây là có biểu tượng của cá sấu. Đây là lời Diễn có tên là Crocodile Show, và phía trên có rất nhiều những con cá sấu to và đón chờ một cái show diễn hết sức là thú vị. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ quay lại hình ảnh tại đoàn của chúng ta, rất là đông người khỏi phải chờ đợi tập trung gì, rất là mất thời gian. Chúng ta để trái đi qua khỏi cái bạn Messi, thấy không? Các bạn Messi, chúng ta hỗ trợ nhau nha. Okay. Qua khỏi bạn Messi, chúng ta nhìn thấy bên đây phải có cái cửa số 3. Cái gate số 3 mình vào trong đó xem chúng tôi thiết cọc. Xem xong rồi mình nhìn cái ô nào mà có cái chữ gate số 1 á, đi ra ngay cửa số 1, em chờ ở đó. Lúc nếu ra rất là đông và rất là nắng, mình khỏi phải đợi chờ gì cả. Ra chúng ta hỗ trợ nhau, chúng ta đi qua đó thôi. Hiện tại chúng tôi tại có mặt tại Eleven Museum. Rồi em chụp nhé. 1, 2, 3. Tắm nữa nhé. Đến sâu Diễn hôm nay rất là đông. Đây chính là đoàn của trung tâm nhân đạo Vũ Hương đây. Rồi chào mừng mọi người đến với sâu Diễn cá sấu. Chào mừng anh em đến với sâu Diễn cá sấu. Hello. Đây là họ đang làm gì đây? Đây là chắc là một cái nghi thức. Đang đến đây mời một cái xấu. Dạ. Mời ông mời mình ông mời rủ á. Dạ. Phía trước đây là chúng ta thấy là có hai diễn viên người Thái. Hai sự sinh hoạt như là có ra một cái nghi thức gì mà chúng ta cũng không biết được. Cầm hai cái mũi giáo múa may quay cuồng. Ở phía dưới là hiện tại chúng ta thấy là có 4 1 2 3 4 5 6 6 7 con cá sấu.
Rồi chúng ta sẽ xem diễn viên họ sẽ làm gì đây. Rồi hai người đang tắt nước ở phía dưới lên phía trên chúng ta. Có lẽ là việc tắt nước này để cho con cá sấu sẽ di chuyển một cách dễ dàng hơn từ phía dưới lên phía trên. Ta thấy là có hai diễn viên, một diễn viên mặc một bộ quần áo thể thao màu đỏ, một diễn viên mặc quần áo màu xanh. Họ đang dùng cây gậy để chọc vào những con cá sấu. Để làm gì đây? Vâng, họ chọc giận những con cá sấu nhanh. Vâng, họ tiếp tục là những cái dùng cái cây và chọc vào miệng con cá sấu. Vâng, họ đang đuổi những con cá sấu lên trên bờ. Một anh diễn viên áo đỏ rồi đã dồn con cá sấu lên trên bờ. Ta thấy là trong hội trường người ta rất là đông khách, ngày hôm nay có lẽ là lên đến hàng ngàn khách đến tham quan. Trong đó có các vị khách đến từ trung tâm nhân đạo quê hương đang ngồi đây. Đây là một sự kiện hết sức là thú vị. Rất thú vị đúng không ạ? Chúng ta thấy là con anh diễn viên người Thái đang chọc giận con cá sấu để cho nó mở miệng con cá sấu ra. Phía xa kia thì chúng ta thấy là có một diễn viên người Thái mặc áo xanh đang nuôi con cá sấu. Rồi. Vừa rồi là một chú lôi con cá sấu của diễn viên áo xanh. Và anh áo xanh đang ngã xuống nền. Như vậy là chúng ta đã thấy là cá sấu đã được dồn hết lên bờ rồi. Chứng tỏ là con cá sấu này rất là hung dữ. Chúng ta thấy là bên dưới thì chỉ còn một con cá sấu duy nhất thôi. Tất cả là 2, 4, 6 con cá sấu đã được dồn lên bờ. Rồi anh diễn viên áo đỏ làm gì đây? Ở đây xin phía sau chúng ta là bình luận viên Doãn Đại Phú. Chào tạm biệt.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Clip này và xin mời quý vị tiếp tục đón xem các clip tiếp theo của tôi.